Bố ơi, con ở đây. Chào công chúa, lên đây bố trở về nào. Bố có mang mũ bảo hiểm không? Bố lại quên nó rồi. Con đừng lo, đoạn đường này không có cảnh sát giao thông đâu. Nhà mình cũng gần đây thôi mà. Mà con phải tin vào tay lái của bố chứ. Không đời nào bố để xảy ra tai nạn đâu. Con ngồi lên xe, bố con mình cùng về nhanh nhé. Vâng.